Hello em, ngày hôm nay chúng ta sẽ học tiếng Anh lớp 4 Unit 1 My Friend. Bài tập bổ trợ có những từ vựng sau đây: Việt Nam, America. Việt Nam là nước Việt Nam, America là nước Mỹ, Britain là nước Anh, Singapore nước Singapore, Malaysia, Malaysia, Australia nước Úc, Japan là nước Nhật, Thailand là nước Thái Lan, China, Trung Quốc, Cambodia, nước Campuchia, Canada, Canada, India, là Ấn Độ. Chúng ta có hỏi và trả lời theo mẫu câu bạn đến từ đâu? Where are you from? Câu trả lời sẽ là I'm from cộng với tên nước. Ví dụ hỏi bạn đến từ đâu thì chúng ta sẽ hỏi là Where are you from? I'm from Bristol. Hỏi về trả lời ai đã đến từ đâu, anh ấy đến từ đâu thì sẽ hỏi là where is he from. He is from cộng với tên nước. Nếu là cô ấy đến từ đâu thì hỏi là where is she from. She is from cộng với tên nước. Ví dụ where is she from, cô ấy đến từ đâu. She is from Singapore. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục làm câu bài 1. Em hãy nhìn và đánh dấu tích vào bức tranh đúng. Câu 1. Nước này là nước gì các bạn? Nước Mỹ hay là nước Úc? America. Câu 2. Malaysia. Britain. Nước Anh. Việt Nam. Nước này là nước Australia. Tiếp theo sẽ là nước gì các bạn? Nước này là nước Thailand. Câu xích là nước Malaysia, Singapore. Và cuối cùng là Japan. Tiếp theo phần 2 là chúng ta sẽ điền một từ còn thiếu vào ô trống. Malaysia, Australia, Japan, Thailand, Việt Nam. America. Britain. Singapore. Rồi bây giờ chúng ta di chuyển sang câu bài tập số 3. Bài số 3 các bạn sẽ sắp xếp lại thành một từ đúng. Từ đầu tiên là nước Mỹ, America. Số 2 sẽ là nước Nhật, Japan. Number 3 sẽ là nước Vương quốc Anh, Britain. Tiếp theo là Singapore. Number 5 là Australia, Thailand, Malaysia, Việt Nam. Tiếp tục bài tập số 4. Em hãy nhìn, đọc và đánh dấu tích vào bức tranh đúng. I'm from Singapore. Như vậy là Japan. I am from Japan. I am from Thailand. I am from Malaysia. I am from Australia. I am from Kristen. I am from Vietnam. Rồi chúng ta sẽ làm tiếp tục cho cô bên này. Number 7. I'm from Singapore. I'm from America. Bài tập số 4 em hãy điền cho cô là he. He là dùng cho con gì? Con trai.
Si là con gì các bạn? Si là con gái. Câu number one. Anh ta, cô ấy đến từ nước Malaysia. Chúng ta sẽ đi cho cô là she is from Malaysia. Câu number two. He is from America. Câu này sẽ là cô ấy là she is from Singapore. Con trai sẽ là he is from Brisbane. Con gái là she is from Vietnam. Number 6. Con trai sẽ là he is from Australia. She is from Thailand. Và cuối cùng là she is from Japan. Bài tập số 5, em hãy nhìn vào bức tranh. Trả lời câu hỏi cho cô nè. Where is he from? Anh ấy đến từ đâu? He is from Vietnam. Câu number 2. Where are you from? I am from America. Tương tự như vậy, câu số 3. Where is she from? She is from Japan. Where is he from? He is from Australia. Rồi chúng ta di chuyển sang cái câu bài tập bên này. Where are you from? I am from nước này nước gì các bạn? Malaysia. Where is he from? He is from Thailand. Where are you from? I am from Singapore. Where is he from? She is from Brisbane. Nào, bây giờ chúng ta di chuyển sang cho cô bài tập tiếp theo. Em hãy control một từ có nghĩa khác nhất. Câu number one. He see you có nghĩa là gì? Anh ấy. You là cô ấy. See you là bạn. Riêng cái chữ my là của tôi, cho nên nó khác nhất. Mình sẽ chọn cho cô là đi. Câu number 2. Country là quốc gia. Còn lại là nói về nước, cho nên mình sẽ chọn là B. Do là làm, còn lại là từ để hỏi. Where là ở đâu. How là như thế nào. What là gì. Tương tự như vậy, câu number 4. Iyama là lòng to be, câu C là khác nhất. Good morning, good afternoon, good evening là lời chào. Goodbye là tạm biệt, cho nên mình sẽ chọn là B. Japan. Where là từ để hỏi ở đâu, còn lại là nói về nước. Chúng ta sẽ điền cho cô là H, nói về sở hữu. Còn lại là nói về chủ ngữ. Câu number 8. From là đến từ, còn lại là từ chỉ động, chỉ động từ là đọc. Đến, ngồi. Sit là ngồi. Tương tự như vậy, câu number 9. Chúng ta có chữ jump là đá, kick, jump là nhảy, kick là đá, cycle là đi xe đạp. Riêng cái chữ H là chăm chỉ, không liên quan. Đây là tính từ cho nên mình sẽ chọn skipping là nhảy dây. Swimming là bơi. Skating là trượt patin. Morning là buổi sáng, cho nên từ này khác nhất. Bây giờ nhìn vào bài 7, chúng ta sẽ có 5-6 từ điền vào 6 câu. Bây giờ câu number 1. My friend E. E. Is he from, cô ấy đến từ nước Malaysia phải không? He from Brisbane.
Where are you from? I am from Australia. She is from Singapore. Bài tập tiếp theo.